Hello, hello mọi người. Mình đang đi lễ hội ẩm thực sạch ở đường phố Lê Lợi. Ở đây thì có rất nhiều các món ăn của tất cả các vùng miền, miền Tây, miền Bắc, miền Trung cũng có luôn. Một cái đặc biệt ở đây là tất cả những cái nhà này, vì là công nghệ xanh mà, cho nên là người ta sẽ làm bằng rất nhiều những cái mây tre. Những món ăn cũng từ những sản phẩm nông nghiệp xanh nhé. Ôi bánh dễ thương chưa? Bánh này chắc gì để chụp hình chứ đâu có ăn được. Dễ thương muốn xỉu luôn đó. Wow wow wow. Cùng mình đi lên đây một chút xíu nè. Rồi, ở đây có những cái món ăn mà các bạn sẽ thấy rất bất ngờ. Mình là chưa có ăn bao giờ nha, nhưng mà đã có nhiều người ăn rồi đó. Đây cái gì đây? Đây là lòng heo này, ốc biêu nhồi thịt này, ba khía. Wow, ngon quá à. Ba khía gỏi trộn đu đủ nè. Tuyệt vời luôn rồi. Rồi đi lên đây một chút xíu. Cái gì mà mọi người đông, ngồi đông quá trời đông. Mọi người đang ngồi ăn đó. Đây. Vô đây thì vô đây ngắm chút xíu xem là đây cửa hàng này bán cái gì. Có vẻ hấp dẫn à. Từ 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 chờ chút nào. Đang cứ mải quay mấy cái anh đẹp trai này. Cho nên là cái gì cái cứ tội mê dai không à. Bởi cho nên là ra đường ông nào mà thấy tôi quay phim á là tôi thấy mấy ông này đẹp trai quá trời đó. Rồi anh này mặc cái đồ dân tộc, rồi thịt xiên nướng nè. À đây người ta bán mấy người đó đã. Ơi các bạn nhìn thấy không, anh Tây kia anh mua bọ cạp nè. Đó anh mua cả cái con bọ cạp luôn. Rồi không biết anh mua cái gì nữa. Anh mua con đấy là con dế hay con gì đó. Tất cả mấy cái con này đã được chiên giòn rồi bạn nha. Ngon không? Nhìn hấp dẫn quá không? Rồi đây là cơm. Cơm trong cái tre đó. Cơm bảy màu trong cái tre đó bạn. Đây cái lễ hội là Grico 2024. Ừ, xem mấy anh Tây này. Anh mua dế, mua bọ cạp không à. Không biết có dám ăn không. Đấy, cái em này đi mở cái này ra cho coi. Rất là nhiều. Ôi giời ơi, mọi người đang suy tính cái gì đó. Có ăn không biết. Sợ quá à. Chắc cũng có nhiều người Việt Nam mình ăn mấy cái món này rồi đúng không. Rồi cô mình đi lên đây một chút xíu nào. Xem còn nhiều. Khá đông nha bạn. Mọi người thôi cái đoạn này đông quá. Mình sẽ tạt vào đây thôi. Ở đây là bán các loại nước ép này. Wow, trái lựu đỏ nè. Ngon không? Cái này mình cũng thường hay ăn đấy. Trái lựu đỏ. Nhìn hấp dẫn quá ha. Lên đây một chút xíu thôi. Có vẻ khá đông. Mình sẽ không đi vào chỗ đông người đâu. Mình sẽ quẹo lại thôi. Có thể mình sẽ quẹo lại thôi. Ok. Về đây xem có những cái món gì tiếp theo nào. Cái này là bay à, xôi. Giống như xôi sầu riêng ấy bạn. Xôi xong là có thêm sầu riêng vô. Rồi qua đây nào. Qua đây chút nào. Ok. Đây là cái gì đây? Bánh dân gian Thanh Hằng.
lại quay trở lại cái chỗ này, lại quay trở lại cái chỗ cái cô này ngồi bán đây. Nói chung là mọi người đi ở đây thì được thưởng thức rất là nhiều các cái món ăn hấp dẫn đó. Chè bưởi Vĩnh Long này. Đây là bánh gì đây? Ừ. Ngon quá, nhìn dễ thương quá. Bánh giống như bánh chuối đấy bạn. Ừ. Đúng vậy đó. Bánh chuối, bánh su xê, bánh gì đó. Rồi mình đi ra đây, mình đi vòng ở đây, chỗ này nhiều người quá, mình đi ra chỗ ngoài này đây, thoát ra đây đi. Đây là khu cổng đi vô này. Người ta làm bằng, trên thì người ta có để những cái khung, trên người ta làm là sân khấu. Nhưng mà ở dưới thì là những cái nhà lá bằng tre, ngập rơm. Rồi mình đi qua đây đường Lê Lợi này. Trời, mấy em Tây này. Dễ thương không, cưng không? Đông và mọi người cũng hào hứng. Buổi tối ở đây thì hôm nay trời không có mưa, mọi khi là hay mưa ấy, nhưng không nay thì không có mưa. Mọi người đi tham dự thì khá đông. Đấy, cái cổng mà lúc mình có quay ở cái video trước ấy, bằng tre rất là đẹp. Đây là qua cầy đường phố Sài Gòn, đường Lê Lợi.